Các bạn đang nghe truyện gia tộc cuộc khởi từ làm gia gia bắt đầu trên kênh TV Audio CV. Chương 385, Nam Nhân muốn bổ, Nữ Nhân cũng muốn bổ, 3. Tham tướng dưới quyền binh doanh viên. Một doanh viên binh có 3.000 quân, thuộc 3 thiên tổng. Cho Lạc Phi Vũ đến viên binh doanh, chứ không phải Tùng Châu Vệ, vì chức năng vệ sở là đồng điền, viên binh doanh chủ yếu là đợi báo viện binh, bố trí mai phục và phòng thủ lâu dài không có chiến sự đồn điền và phòng thủ đều nhưng gặp chiến tranh cơ hội lập công cho viên binh doanh nhiều hơn lạc phi vũ muốn làm quan không phải để đồn điền mà để giết địch lập công viên binh doanh tôi có thể đi sao lạc phi vũ động lòng nói không thể ở an nguyên thành đến viên binh doanh cũng tốt chắc là được dương chính sơn hơi mơ hồ thiên tổng không có vị trí vương bân không giao trọng nhiệm thiên tổng là vị trí trọng yếu, chắc chắn Vương Bân sẽ giao cho thân tín. Dù mặt mũi của Dương Chính Sơn lớn, Vương Bân cũng khó lòng giao cho Lạc Phi Vũ một chức thiên tổng. Nhưng có đủ quản lý, Lạc Phi Vũ đã có bước tiến. Nghĩ vậy, Dương Chính Sơn viết một phong thư. Ngày mai ngươi đi ra thành cầu kiến vương tướng quân. Nếu ông ta hài lòng, ngươi có thể ở lại viên binh doanh, không thì quay lại, ta sẽ sắp xếp nơi khác. Hắn không nói tuyệt đối, vì việc này phụ thuộc lòng Vương Bân. Hắn nợ Vương Bân một lần, không rõ liệu Vương Bân còn muốn bán cho một cái nhân tình. Tỷ phu, đừng lo, Vương tướng quân chắc chắn thích ta. Lạc Phi Vũ nói đầy tự tin. Dương Chính Sơn mỉm cười gật gù, thực lực ngươi không tồi, nhưng muốn lập công trên chiến trường chỉ cần thực lực không đủ, chiến trường đầy hiểm nguy, giết địch nhưng cũng phải nhớ bảo toàn mạng sống, nhớ giết địch khi cần. Chỉ có vậy mới lập công còn ngươi trẻ làm tướng lĩnh cần nhớ binh pháp có tài dùng quân riêng dương chính sơn tiếp tục giáo húng từng bước hắn thấy lạc phi vũ là tài năng đáng bồi dưỡng lạc phi vũ thiên phú cao thực lực mạnh quan trọng là từ nhỏ đã học binh pháp mặc dù chưa vào chiến trường nhưng có đủ gì một tướng yêu cầu so với dương minh vũ dương thừa trạch và người khác điều kiện của hắn tốt hơn nhiều đương nhiên không phải nói hắn mạnh hơn dương minh vũ ai biết tương lai ra sao giờ dương minh vũ và dương thừa trạch đều chịu trách nhiệm còn lạc phi vũ chưa chính thức vào quân đội nghe dương chính sơn dạy bảo lạc phi vũ hết sức chân thành ghi nhớ sâu trong lòng dương chính sơn ban đêm lén lút vào hậu viện nha môn tri châu sự tình cuối cùng cũng bị người phát hiện dù sao một không gian dưới đất lớn như vậy sao có thể giấu được mà cửa động bị hòn non bộ che chắn lại bị dương chính sơn phá hỏng bằng một quyền Tối đó, quan viên nha môn liền xuống kiểm tra không gian dưới đất. Khi phát hiện trong đó có vũ khí, họ lập tức báo cáo lên trên. Chiều hôm sau, vệ sầm cưỡi ngựa, mang theo Đinh Tam và Đinh Tứ, lần nữa đến An Nguyên Thành. Đêm đó, vệ sầm tiến đến Dương Gia. Trong tiền viện tiếp khách, Dương Chính Sơn mặc y phục thường ngày, mặt đầy kinh ngạc hỏi, ngươi không phải định rời khỏi trọng sơn trấn sao? Sao giờ lại tới An Nguyên Thành, Hắn rõ ràng biết còn cố hỏi. Vụ án thông đồng với địch đã được giao cho hình bộ, đại lý tự thẩm tra xử lý, Lữ Hoa cũng đã rời khỏi Trọng Sơn trấn đi Bắc Nguyên trấn trước một bước. Đinh Tam lúc rời khỏi An Nguyên thành liền nói bọn họ sẽ sớm tới Bắc Nguyên trấn. Còn vì sao họ lại đến An Nguyên thành, điều này còn cần hỏi sao? Khẳng định là vì không gian dưới đất ở hậu viện Tri Châu nha môn. Ngươi không biết sao? Vệ Sầm dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Dương Chính Sơn biết gì chứ? Dương Chính Sơn đầu không nhúc nhích đi vào trong, ngồi xuống vị trí chủ tọa. Dưới ánh nến sáng tỏ, Ngô Hải cùng hai người hầu mang trà đến, sau đó lui ra. Chuyện ở Tri Châu Nha Môn Vệ sầm nhìn chầm chầm Dương Chính Sơn, như thể muốn từ hắn tìm ra điều gì đó. Dương Chính Sơn nhếch miệng cười, thôi nào, đừng chơi trò bí hiểm, mau nói đi, có chuyện gì xảy ra, vụ này hắn dĩ nhiên không thể thừa nhận chết cũng không thừa nhận được. Đùa gì chứ, đây là hơn 20 vạn lượng tài vật, ai biết được những thứ này ở trong tay hắn, chắc chắn sẽ sinh ra ý đồ xấu. Vệ sầm có thể không vậy, nhưng còn Lữ Hoa, mặc dù Dương Chính Sơn và Lữ Hoa đã gặp gỡ nhiều lần, nhưng thực tế Dương Chính Sơn đối với vị trấn Bắc Ti Đô Đốc này chẳng biết được gì. Hai người họ chưa từng trao đổi, vì vậy Dương Chính Sơn rất khó lòng tin tưởng Lữ Hoa. Vệ sầm hơi trầm ngâm, nói, trong hậu viện tri châu nha môn dưới hòn non bộ có một không gian dưới đất rất lớn chúng ta phát hiện ra ba trăm bộ vũ khí ở đó đồng thời còn nhìn thấy dấu vết đánh nhau dương chính sơn trừng lớn mắt lần nữa bộc lộ vẻ rất giật mình dưới mặt đất có không gian lớn cỡ nào còn có vũ khí là loại sản xuất quân sự sao có tìm được người đánh nhau không chẳng lẽ có liên quan đến vụ thông đồng với địch hắn đặt ra liên tiếp câu hỏi dường như rất kinh ngạc và tò mò về chuyện này vệ sầm kiên nhẫn trả lời từng cái lớn bao nhiêu ngươi có thể tự mình đi xem còn vũ khí vẫn là chế tác kiểu quân sự nhưng không phải của quân ta mà là của quân đội triều đại lăng hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được manh mối khác cũng chưa biết người đánh nhau là ai ngoài những dấu máu còn lại không có vết tích nào khác dương chính sơn thở phào một hơi nhẹ nhõm tối qua khi hắn vội vã rời đi vẫn kịp thu dọn hiện trường ngay cả đồng tiền cũng đã thu hồi, dấu chân thì không quan trọng lắm. Trước khi đi, Úc Thanh Y đã cân nhắc kỹ lưỡng, người trong giang hồ làm chuyện này đã quen thuộc. Có thể nói, chỉ cần không bị bắt tại trận, thì không có bằng chứng nào chứng minh hắn làm. Còn về suy đoán và nghi ngờ, đó là điều không thể tránh khỏi. Dù sao hắn cũng đang ở An Nguyên Thành, và hắn có đủ khả năng thực hiện những việc này. Vũ khí sản xuất kiểu triều Đại Lăng, Dương Chính Sơn nhắm mắt một lúc, nếu họ có thể chế tạo vũ khí, điều đó cho thấy phía sau có khả năng có một xưởng sản xuất vũ khí. Đúng rồi, trước đó các ngươi không điều tra nơi cung cấp hàng của lương gia sao? Vệ sầm thần sắc bình tĩnh nói. Có điều tra, tất cả hàng hóa lương gia mua bán đều được tra xét nguồn gốc. Lương thực họ mua từ các phủ, muối là muối lậu từ một băng đảng diêm ở Kỳ Châu, quặng sắt thì là lương gia tự khai thác ở Đại Đông Sơn. Còn về các hàng hóa khác, đều là từ các nơi thu mua. Từ nguồn cung cấp xét lại, Lương gia không có dính líu đến các thế lực khác, Dương Chính Sơn gật đầu, lương gia buôn lậu chủ yếu là lương thực, muối và quặng sắt. Trong đó, buôn lậu lương thực dễ dàng nhất, vì lương gia vốn là phú gia chuyên kinh doanh lương thực, rất quen với việc mua bán lương thực. Muối và quặng sắt thì phiền phức hơn, đây là hàng hóa bị triều đình kiểm soát. Không có muối axit thì dùng muối lậu, hiện nay việc buôn bán muối lậu rất phổ biến, việc lương gia mua số lượng lớn muối lậu không phải chuyện khó phiền phức nhất là quặng sắt. Dù là quặng thô hay đồ sắt, mua bán lớn là không thể, chỉ có thể tự khai thác. Điều quan trọng nhất là bọn hắn còn có thể rèn vũ khí, việc này không phải là chuyện lương gia có thể tự làm được. Triều đình Đại Vinh không cấm sử dụng đao thương côn gậy, nhưng cấm dân chúng rèn giáp thiết. Mà rèn giáp thiết cũng là việc rất khó, còn khó hơn chế tạo vũ khí nhiều. Vũ khí chỉ cần thợ rèn là có thể chế tạo ra, chỉ là chất lượng tốt xấu có khác. Nhưng giáp thiết thì khác, công nghệ chế tạo cực kỳ phức tạp. Một thợ rèn tay nghề cao phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm ra một bộ giáp thiết. 300 bộ giáp thiết, đây không phải con số nhỏ. Ở Trọng Sơn trấn, phần lớn binh sĩ chỉ mặc bố giáp, thậm chí nhiều quan võ chỉ che mặt giáp, chỉ có những tướng lĩnh thực sự tinh nhuệ mới có giáp thiết. Khi nhìn thấy giáp thiết trong không gian dưới đất Dương Chính Sơn đã biết không thể chạm vào thứ này, vì thế hắn chỉ mang đi những thứ cần thiết, chỉ để lại vũ khí. Nên đằng sau chuyện này còn có kẻ chủ mưu. Dương Chính Sơn mặt nghiêm trọng. Đây là điều rõ ràng. Không sai, ta đã báo cáo chuyện này cho Đô Đốc Đại Nhân, ông ấy sẽ tiếp tục điều tra vụ án. Vệ Sầm nói. Dương Chính Sơn vuốt râu, việc này hẳn không cần ta trợ giúp. Vệ Sầm thần sắc bất đắc dĩ, hẳn không cần ngươi hỗ trợ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ha 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 dương chính sơn cười to vệ huynh đệ không phải ta không biết đạo nghĩa nếu ngươi mang theo huynh đệ tới uống rượu thì ta hoan nghênh nhưng nếu vì công vụ của bí vũ vệ ta thân thể yếu sợ chịu đựng không nổi hắn thật không muốn liên quan quá nhiều đến bí vũ vệ trước đây không có cách nào giờ có thể từ chối hắn chỉ ước mình ở xa bí vũ vệ dĩ nhiên hắn cũng nguyện kết giao với vệ sầm và đinh tam có mấy vị bằng hữu từ bí vũ vệ vẫn tốt hơn có vài người từ bí vũ vệ là kẻ thù vệ sầm cũng hiểu suy nghĩ của dương chính sơn dù sao cũng không quan tâm những suy nghĩ như dương chính sơn không phải hiếm rất nhiều quan viên đều tránh xa bí vũ vệ thậm chí có kẻ còn xem bí vũ vệ là đối thủ dương chính sơn chỉ là không thích dính líu với bí vũ vệ mà thôi chuyện này không thể bình thường hơn dùng bữa chưa chưa ha ha để ta mời ngươi uống rượu, Dương Chính Sơn cười, liền sai Ngô Hải chuẩn bị tiệc rượu. Vệ sầm bọn người đến nhanh, đi cũng nhanh. Họ chỉ dừng lại ở An Nguyên Thành một ngày rồi đi, vì nơi đây không còn gì để điều tra. Dịch thiện, Lương Vinh đều đã bị bắt, không gian dưới đất cũng bị lộ, họ tra cũng không thấy manh mối nào. Thế là họ lại đi đến Trọng Sơn Quang, dự định thẩm vấn dịch thiện và Lương Vinh lần nữa. Nhưng những chuyện này không liên quan đến Dương Chính Sơn nữa. Cuối tháng 6 năm Thừa Bình 26, Lạc Phi Vũ gia nhập dưới trướng Vương Bân, chính thức làm phó thiên hộ, quản lý viên binh doanh. Được Dương Chính Sơn đề cử, Lạc Phi Vũ rất được Vương Bân xem trọng. Thực ra, việc Vương Bân xem trọng Lạc Phi Vũ cũng là điều dễ hiểu, bởi Lạc Phi Vũ là tài năng thật sự, có thực lực, có năng lực, chỉ là hơi trẻ, thiếu kinh nghiệm, không có điểm yếu nào khác thêm vào đó xuất thân của lạc phi vũ rất trong sạch anh là người của thiên thanh kiếm phái tổ tiên ba đời đều ở nguyên hà huyện quan hệ của anh với dương chính sơn không tính là gì thân thích cũng tốt đề cử cũng được trong quân đội chuyện này là điều rất bình thường không thể không trọng dụng người khác chỉ vì người đó được giới thiệu sự tin tưởng cần được xây dựng sự trung thành cũng thế Lạc Phi Vũ có thể chiếm được sự tin tưởng của Vương Bân hay không còn phải xem biểu hiện của cậu sau này. Dương Chính Sơn không thể giúp được việc này. Dù sao hắn không thể quyết định thay Vương Bân. Ngày mùng 8 tháng 6, phụ thân của Đinh Tam, Chu Thượng Hợp, mang gia đình tới An Nguyên Thành. Vị lão binh này dáng vóc hơi gầy, sắc mặt có chút vàng vọt, nhưng bên trong chứa đựng sự sắc bén không thể che giấu. So với hắn, nguyên thân cách biệt quá xa. Điều này cũng bình thường, tại thời điểm cuộc chiến Hắc Vân Sơn, nguyên thân mới 15 tuổi, nhập ngũ không lâu, mà Chu Thượng Hợp đã là võ giả hậu thiên, hơn nữa còn là một bách hộ quản lý. Nếu Chu Thượng Hợp không bị thương, vậy hiện tại ít nhất cũng là một thành thủ tướng quân. Chu mổ bái kiến Dương đại nhân, trong chính đường hội nghị, Chu Thượng Hợp cúi đầu chào Dương Chính Sơn. Phía sau là một bà lão và một tiểu cô nương. Bà lão là Chu Vương thị, mẫu thân của Đinh Tam tiểu cô nương là em gái đinh tam tên chu ngọc mới mười tuổi chu đại ca không cần đa lễ ha ha mời ngồi hàn phi mang trà lên dương chính sơn thân thiện gọi hàn phi là người rất cơ linh thấy có tiểu cô nương mang trà lên còn kèm theo ít điểm tâm chu đại ca nói đến chúng ta cũng là đồng bào hồi đó ta mười lăm tuổi ngay tại trấn tiêu doanh ta may mắn hơn ngươi toàn thân còn sống sót ta có một huynh đệ mất một chân Ai Dương Chính Sơn cố gắng khơi chuyện về trận chiến Hắc Vân Sơn để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Quả nhiên, sau khi nghe Dương Chính Sơn nói như vậy, Chu Thượng Hợp trở nên thoải mái hẳn. Đồng là thương binh trận Hắc Vân Sơn, họ có chung chủ đề. Vì thế, Dương Chính Sơn còn cố ý đề cập đến lưu thuyền. Hai người nói chuyện được khoảng hai khắc đồng hồ, Ngô Hải vào báo, "Thưa lão gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong." Dương Chính Sơn gật đầu, sau đó nói với Chu Thượng Hợp, "Chu đại ca, cứ an ở lại mọi chuyện khác để mai bàn vậy lão hữu cảm tạ dương đại nhân đã quan tâm chu thượng hợp cúi đầu cảm ơn dương chính sơn cười ha hả gật đầu ngô hải dẫn họ ra ngoài chu thượng hợp không phải người hầu của dương gia cũng không phải người hầu cận giống như khách mời của dương chính sơn vì thế dương chính sơn không chỉ phải sắp xếp chỗ ở cho anh mà còn phải trả lương và số tiền đó không thể quá ít chu thượng hợp chẳng phải người chỉ biết ăn không ngồi rồi ngay ngày thứ hai khi vào Dương gia, hắn đã bắt tay vào công việc. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là huấn luyện hộ vệ của Dương gia. Hộ vệ Dương gia được chia làm hai nhóm, một nhóm là đệ tử Thiên Thanh kiếm phái với tổng cộng 10 người, và nhóm còn lại là thiếu niên võ giả được bồi dưỡng từ nhỏ của Dương gia, tổng cộng 20 người. Như lời Đinh Tam đã nói, Chu Thượng Hợp cực kỳ tinh thông về theo dõi và truy tung, nhưng do tay bị cục và tuổi đã cao thực lực và năng lực của hắn đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, điều này không khiến Dương Chính Sơn lo lắng, bởi lẽ ông rất coi trọng kinh nghiệm của Chu Thượng Hợp. Liên quan đến việc huấn luyện hộ vệ, Dương Chính Sơn đã có một cuộc trò chuyện lâu dài với Chu Thượng Hợp. Ông mới nhận ra rằng năng lực theo dõi và truy tung của Chu Thượng Hợp là do gia truyền. Điều quan trọng nhất trong việc theo dõi không phải là tiếp cận người, mà là giữ cho mình không bị phát hiện. Chu Thượng Hợp đặc biệt am hiểu hai điều này, ẩn nấp và kinh công. Biết được điều này, Dương Chính Sơn cảm thấy có chút mong muốn được học hỏi thầy. Kinh công luôn là nhược điểm của ông, nếu không nhờ thể chất đủ mạnh thì kinh công của ông chẳng có gì nổi bật. Chu lão ca, nếu không thì ta bái ngươi làm thầy. Ngươi dạy ta kinh công. Dương Chính Sơn kéo tay Chu Thượng Hợp nói. Như vậy sao được? Chu Thượng Hợp giật mình. Thành thật mà nói, sự gần gũi của Dương Chính Sơn đã khiến hắn vô cùng xúc động. Dương Chính Sơn thực sự muốn bái hắn làm thầy, điều này khiến hắn khó xử. Dù sao hắn cũng chỉ là người dân bình thường, trong khi Dương Chính Sơn lại là tổng tam phẩm chỉ huy đồng tri. Làm sao không được? Ngươi yên tâm, một ngày làm thầy, cả đời như cha, sau này ta sẽ chăm sóc ngươi lúc tuổi già. Dương Chính Sơn thật tâm nói. Chu Thượng Hợp năm nay đã 53 còn Dương Chính Sơn mới 42, thoạt nhìn có vẻ chênh lệch. Nhưng đừng quên, tuổi thật của Dương Chính Sơn chỉ ngoài 30. Chu thượng hợp đảm nhận vai trò phụ thân cho ông cũng không kém phần hợp lý. Tuổi tác không phải là vấn đề, những vấn đề khác càng không đáng bận tâm. Tuy nhiên, Chu thượng hợp lại e ngại sự khác biệt về thân phận và địa vị, đại nhân nếu muốn học, lão hữu có thể truyền dạy, chẳng cần phải bái sư, cái này thích hợp sao? dù sao đây cũng là công pháp gia truyền của các ngươi chu gia dương chính sơn thắc mắc có gì không thích hợp lão hữu dự định dạy cho bọn chúng mà chu thượng hợp chỉ tay về phía hội tụ của các hộ vệ ở gần đó dương chính sơn suy nghĩ một lúc thôi được vậy ta không miễn cưỡng lão ca đừng gọi ta là đại nhân nghe xa lạ lắm ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được dù không có danh sư đồ nhưng có thực sư đồ không nhận sư đồ thì vẫn có thể nhận đồng bào huynh đệ Gương mặt và như nến của Chu Thượng hợp nở nụ cười, "Vậy ta không khách khí, đa tạ Chính Sơn huynh đệ đã chiếu cố, ha ha ha, lão ca, ngươi thật khiêm tốn." Tiếp đó, Dương Chính Sơn bắt đầu cùng với các hộ vệ tiếp nhận huấn luyện từ Chu Thượng. Hợp. Tất nhiên, ông không thể suốt cả ngày ở đây để huấn luyện, có nhiều công việc khác tại quan thính mà ông cần xử lý, vì vậy mỗi ngày ông chỉ dành nửa canh giờ buổi sáng để nhận chỉ dạy từ Chu Thượng hợp. "Đừng nói, có người chỉ điểm và không có khác biệt rất rõ." chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Dương Chính Sơn đã cảm thấy khả năng kinh công của mình tiến bộ vượt bậc. Từ điểm này có thể thấy Chu Thượng Hợp rất thích hợp làm lão sư, bởi vì ngay cả Úc Thanh Y cũng từng chỉ điểm Dương Chính Sơn về kinh công, nhưng không có tác dụng lớn như vậy. Có thể do Dương Chính Sơn hợp với công pháp thiên thanh kiếm phái, hoặc do Úc Thanh Y chưa phát huy hết tài năng giảng dạy. Dù thế nào đi nữa, sự xuất hiện của Chu Thượng Hợp đã mang lại cánh cửa học tập mới cho hộ vệ Dương Gia, thậm chí Dương Chính Sơn cũng có cơ hội khắc phục nhược điểm về kinh công. Đầu tháng 7, vị tân tri châu của An Nguyên Thành cuối cùng đã đếm nhận chức. Người này tên Lâm Thủ Đức, năm nay đã 39 tuổi, từng đỗ tiến sĩ vào năm thừa bình thứ 14 và có 12 năm làm tri huyện tại Giang Nam. Mặc dù có vài lần thay đổi vị trí, nhưng ông chưa từng được thăng chức. Lần thăng chức này lên Tri châu An Nguyên Thành, một chức vị từ ngũ phẩm rõ ràng không phải là một điều tốt lành giang nam vốn là nơi phồn thịnh nhất trong đại vinh còn trọng sơn trấn thì sao đó chỉ là một biên trấn quân sự ở biên trấn không gian để quan văn phát huy rất ít như ở thành an nguyên vẫn còn có dương chính sơn làm tổng chỉ huy còn có cơ quan binh bị đạo trong khi ở phần lớn các châu phủ của đại vinh hầu hết các thành trì không có phòng giữ nơi chức quan địa chủ chiếm vai trò chủ yếu tại trọng sơn trấn thì khác quan địa phương không thể giữ vai chủ đạo mà còn phải phối hợp với vệ sở và binh sĩ trong nhiều việc như tu sửa thành trì cung cấp vật tư thực ra ở biên trấn quan địa phương cần nghe theo bố trí của vệ sở và đáp ứng nhu cầu của vệ sở dĩ nhiên vệ sở cũng có phối hợp với quan địa phương trong việc bắt trộm bình loạn và duy trì trật tự an ninh nơi địa phương tóm lại làm tri châu ở trọng sơn trấn thật không dễ chịu so với làm tri châu tại nội địa đại vinh thậm chí còn chẳng bằng làm tri huyện ở giang nam giang nam phồn thịnh dù làm quan thanh liêm nhưng thu nhập hàng năm cũng không ít nhưng ở an nguyên thành thì sao nếu lâm hiên có thể vớt được nhiều bạc cũng chẳng đến nỗi phải đối diện nguy hiểm vì bị lương gia vây kín lâm thủ đức từ giang nam đến đây chẳng có gì tốt đẹp ngoài chức quan phẩm bậc tăng lên chút đỉnh Dương Chính Sơn suy đoán Lâm Đại Nhân không phải người giỏi làm quan, nếu không thì ông đã chẳng quanh quẩn làm tri huyện suốt 12 năm không nhích lên nổi. 12 năm ư, ngày xưa, đối với một viên quan, 9 năm liên nhiệm cũng có một lần cơ hội thăng chức, nhưng Lâm Thủ Đức giờ mới có thể lên chức, lại đến một nơi như Trọng Sơn Trấn, chắc chắn vì bị chèn ép và cô lập. Trong sảnh tướng phòng giữ, Dương Chính Sơn tò mò nhìn Lâm Thủ Đức. Lâm Đại Nhân dáng người gầy gò cao lớn, diện mạo ngay ngắn, nhưng mặt không mảy may biểu cảm, lời nói cũng không quá thân thiện. Điều này giống với hứa tiếng, nhưng hứa tiếng lúc nào cũng nghiêm túc, thực ra khi quen rồi, hứa tiếng vẫn dễ gần. Còn Lâm Thủ Đức thì không dễ tiếp xúc. Sau khi hai người an tọa, trà nước vừa dâng lên, Lâm Thủ Đức mở lời trước, Dương Đại Nhân, bản quan đến là để trao đổi công vụ với Dương Đại Nhân, công vụ gì? Lâm Đại Nhân xin nói. Dương Chính Sơn hiếu kỳ hỏi lâm thủ đức nhìn dương chính sơn mắt sắc bén tuy nhiên kiểu đó thì hợp với thuộc hạ nhưng với người không có quan hệ như dương chính sơn thì không ổn chưa kể về chức vị dương chính sơn còn cao hơn ông ta bản quan muốn nhờ tướng phòng giữ sảnh phân công quân hộ tu sửa con đường xuôi nam lâm thủ đức nói cái gì dương chính sơn tưởng tai mình nghe nhầm lâm thủ đức nghiêm túc lặp lại bản quan muốn nhờ tướng phòng giữ sảnh phân công quân hộ tu sửa con đường xuôi nam xác định mình không nghe nhầm dương chính sơn nhìn lâm thủ đức với vẻ kỳ quặc đường xuôi nam chính là từ thành an nguyên hướng đến huyện nguyên hà trước đây dương chính sơn từng đi qua khi ghé phái thiên thanh kiếm con đường đó thực sự cần sửa lồi lõm không ra trò thế nhưng tại sao lại để quân hộ sửa đường lâm đại nhân việc này không phải nên phát lao dịch sao dương chính sơn hỏi lâm thủ đức lắc đầu dịch nhiều tổn thương dân con đường phía nam từ an nguyên thành nối huyện nguyên hà với huyện thành dương là tuyến thương mại quan trọng nhất nếu muốn phát triển con đường này nhất định phải tu sửa dương chính sơn gật đầu lâm thủ đức không nói sai con đường phía nam từ an nguyên thành khá quan trọng còn hơn cả con đường thông đến trọng sơn quang vì hàng hóa thương mại chủ yếu từ phía nam đến không phải từ phía tây về việc lâm thủ đức muốn sửa đường dương chính sơn ủng hộ nhưng mà lâm đại nhân đã nói dịch nhiều tổn thương dân quân hộ cũng là dân nếu để quân hộ sửa đường chẳng phải quân hộ sẽ làm thế cho dân dương chính sơn nói sao lại không thể lâm thủ đức cao mày nói dương chính sơn nhìn chằm chằm một lúc khẽ thở dài ông cuối cùng cũng hiểu vì sao lâm đại nhân lại bị điều đến an nguyên thành và lý do ông bị chèn ép tại giang nam không biết linh động không hiểu thực tế quân hộ thay dân làm việc sửa đường dựng cầu xây thành thường thấy tại địa phương của đại vinh đều là chuyện thường tình nhiều dịch tổn thương dân nhiều quan chức nhắm vào quân hộ vì quân hộ không cần lao dịch nên dùng lương bổng điều động quân hộ việc này không chính danh bởi quân hộ không thể bị điều động tùy ý nhưng nếu vệ sở phối hợp quan địa phương sẵn sàng chi tiền việc này dĩ nhiên hợp lý tại biên trấn thì không thể như vậy lâm đại nhân đây là trọng sơn trấn Dương Chính Sơn cho rằng Lâm Thủ Đức sửa đường là tốt, nhưng phương thức không phù hợp, ông dự định trao đổi với Lâm Thủ Đức. Dương Đại Nhân có ý gì? Muốn thêm tiền lương, nhưng Lâm Thủ Đức không để Dương Chính Sơn nói hết, ngay lập tức đưa chủ đề sang tiền lương. Dương Chính Sơn không khỏi cười nhạt. Đây là gì? Ý ám chỉ ta muốn thêm lương sao, Lâm Thủ Đức, ngươi thật xem ta như tham tiền à, Dương Chính Sơn hơi bực, nhưng vẫn nói, biên trấn trọng phòng giữ đồng điền, bảo vệ mới là chính lược chính, ta không thể điều quân hộ đi sửa đường lúc này. Lâm Thủ Đức dưới mắt nhìn Dương Chính Sơn khá lâu, không ngờ Dương Đại Nhân là người không tham tiền. Dương Chính Sơn thực sự bó tay. Này, ta biết ta là quan tốt, nhưng không cần ngươi phải nói. Giọng của ngươi nghe như đang mỉa mai ta a, à, dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu, Dương Chính Sơn đã nhận ra, vị đại nhân này đơn thuần quá, thẳng ruột ngựa, không nắm bắt được tình huống. Nhưng người như thế lại có ưu điểm, không cần tốn công nhọc trí, nói chuyện càng đơn giản càng tốt. Sau đó, Dương Chính Sơn nhìn Lâm Thủ Đức cũng chẳng khó chịu lắm. Lâm đại nhân muốn sửa đường, điều đó tán thành, nhưng muốn quân hộ thay dân, việc này không thể, ngài mới đến Trọng Sơn trấn nên chưa biết điều kiện khó khăn bắt địa. Nông hộ là dân, quân hộ cũng là dân, cuộc sống của bọn họ vốn đã khốn khổ, dù để ai đi lao động cũng vẫn là tổn thương, không giấu giếm bản quan đang đau đầu về sinh kế quân hộ, vì giúp họ duy trì sống còn, bản quan không chỉ nuôi heo gà trong bão, mà còn mời thương nhân đến An Nguyên Thành mở hiệu làm kế sinh nhai mới cho con cái quân hộ. Bây giờ, ngoài thành bảo đang sửa chữa, binh sĩ huấn luyện, ta tuyệt đối không thể điều quân hộ đi sửa đường. Dương Chính Sơn đã giải thích tường tận một lần. Cho Lâm Thủ Đức. Nghe xong, Lâm Thủ Đức ngẫm nghĩ. Nhưng là con đường xuôi nam nhất định phải tu sửa, không sửa, thương đội phía nam khó chịu nổi, ông không hài lòng với con đường phía nam, vì khi ông đến, xe ngựa bị sốc quá mạnh gãy càng, nên khi đến An Nguyên, việc đầu tiên ông nghĩ là sửa đường. Dương Chính Sơn xem hắn nghiêm túc, nảy ý, Lâm đại nhân có thể chi bao nhiêu lương để sửa đường? Lâm Thủ Đức ngẩng lên, nhà môn tri châu có bạc, thậm chí nếu không đủ bạc, nhà môn cũng có nhiều cửa hàng, điền sản có thể bán. Dương Chính Sơn thấy mắt sáng không ngờ nha môn tri châu lại giàu có thể. Lương gia, Lâm Hiên, hách triệu tiên cùng những quan viên bị triệt hạ, phần lớn tài vật hộ bộ đã lấy đi, nhưng bất động sản còn lại nha môn tri châu. Nha môn tri châu có quyền xử lý những tài sản này. Nếu có bạc, thì thuê dân để sửa đường, thuê. Việc này thích hợp sao, có gì không thích hợp? Dương Chính Sơn cười, triều ta không cấm quan địa phương thuê dân chế tác. Đúng là không cấm, nhưng không ai thuê vì có thể phát lao dịch được dương chính sơn cười ngài lâm có thể suy xét kỹ quân hộ thay dân cũng tốn lương sao không thuê dân nhiều dịch tổn thương dân nhưng nếu dương đại nhân đã trả lương chẳng phải là lao dịch mà giúp dân có thêm cơ hội kiếm tiền sự việc này có thể vận dụng như thuê người gánh vác để thương nhân thuê công nhân tri châu chỉ giám sát và phát lương nhưng điều này không thuộc trách nhiệm dương chính sơn nên chỉ đưa ý kiến cho lâm thủ đức còn thực hiện thế nào do chính ông ấy lâm thủ đức cao mày nghĩ chưa thông dương chính sơn cũng không thuyết phục thêm nhiều lời vô ích chủ yếu là lâm thủ đức có thể linh động không nếu không dương chính sơn nói sao cũng vậy thôi dương chính sơn bưng trà tiễn khách lâm thủ đức dù không giỏi xã giao nhưng hiểu ý chỉ cúi đầu ra về sau khi tiễn lâm thủ đức dương chính sơn đứng trước cửa sảnh nghĩ ngợi một lúc rồi nói với hàng phi bên cạnh gọi khương hạ tới rất nhanh hàng phi dẫn khương hạ đến thư phòng cha ngài tìm con thời gian gần đây khương hạ thường giúp dương minh thành quản việc nuôi gia súc thường ở ngoài thành nhưng hôm nay mới nghỉ ngơi ừm um, bảo la chân rằng tri châu sẽ bán cửa hàng trong thành chuẩn bị kỹ nhé dương chính sơn nói lâm thủ đức đến chắc chắn sẽ bán cửa hàng tất nhiên bán ra không phải do nha môn làm mà người môi giới chỉ định nhưng ai làm thì cũng không ảnh hưởng, La Gia vẫn có thể mua. Tốt, con tới ngay La Chân. Cương Hạ nói rồi rời đi. Dương Chính Sơn sau đó về chủ viện Bảo Úc Thanh Y, Tri Châu sẽ bán ruộng ngoài thành, tìm điền trang tốt mà mua. Khi đang theo áo, Úc Thanh Y nghe, châu mày, tiền nhà không đủ mua điền trang đâu, điền trang, chính là trang trại. Một trang trại ít hai ba trăm mẫu, nhiều hơn nghìn mẫu. Giá đất luôn đắt như an ninh huyện, một mẫu tầm 4 lượng bạc, tính sơ một trang cũng ngàn lượng. Dương Chính Sơn biết rõ tài chính trong nhà, dù Úc Thanh Y quản lý tiền, nàng đưa sổ sách cho anh xem thường xuyên. Nhà thiếu tiền, nhưng anh có. Linh tuyền trong không gian, Dương Chính Sơn chưa động đến. Để ta lấy ít bạc đưa nàng. Dương Chính Sơn đi khỏi, tới phòng kho. Phòng kho để đồ linh tinh, thật chẳng có gì quý, vì anh để đồ quý trong linh tuyền. Dương Chính Sơn mau chóng bê chiếc trương lớn từ kho ra. Anh đặt trương trước Úc Thanh Y, mở ra thấy bạc lóng lánh. Nàng lấy bạc này mua điền trang, anh không thiếu tiền, nhưng làm sao chuyển hóa vàng bạc thành tài sản mới là vấn đề. Bạc trong linh tuyền chỉ là kim loại vô nghĩa, chỉ khi tiêu xài đầu tư mới ý nghĩa. Nhưng vàng bạc nhiều thế, không dễ tiêu, anh chỉ có thể chuyển dần ra. Tri châu bán điền trang là cơ hội, dương gia có thể tậu trang. Từ đâu mà ra nhiều bạc thế, Úc Thanh Y nhìn bạc, ngạc nhiên. Phu quân tham nhũng sao? Dương Chính Sơn không biết nói gì. Chính Úc Thanh Y lại nghĩ vậy, người ngoài sao? Nhưng Úc Thanh Y nghĩ vậy cũng tự nhiên, vì nàng giữ tài chính Dương gia, biết bao nhiêu tiền. Dương Chính Sơn đột nhiên có nhiều tiền, không hẳn là lẽ thường. À, đây không hẳn tham nhũng, nhưng lai lịch khó giải thích. Dương Chính Sơn chỉ nói được thế. Úc Thanh Y lấy một khối bạc ngắm nghía, phu quân hát lệnh rồi, nàng tin nhân phẩm Dương Chính Sơn, không nghi ngờ anh phải tham quan, nàng mỗi ngày chung giường, rõ việc cơ quan. Về hát lệnh thì trên giang hồ phổ biến, Úc Thanh Y từng kinh qua. Ừm, gần như thế. Dương Chính Sơn cười. Úc Thanh Y mắt sáng bừng, nhớ đêm chồng ra ngoài, phu quân ăn bao nhiêu, nhìn như trẻ con mê tiền, đáng yêu. Dương Chính Sơn không nhịn đùa, nàng đoán thử xem, một vạn lượng. Úc Thanh Y đoán. Sai, nhiều hay ít. Úc Thanh Y mong đợi. Ít đi, Úc Thanh Y mắt sáng. Với nàng, một vạn lượng đã nhiều, dù làm trưởng môn thiên thanh kiếm phái, số tiền lớn nhất nhìn từng là ngân phiếu ngàn lượng. Hai vạn, sai, ba vạn, Dương Chính Sơn tiếp tục lắc đầu. Úc Thanh Y mắt tròn xoe, miệng há hốc, chẳng lẽ năm vạn, giang hồ chiếm đoạt, ngàn tám trăm lượng xem là thường, Vài vạn lượng ít thấy, Úc Thanh Y chưa nghe bao giờ. Giới giang hồ không ai giàu bằng. Gần năm vạn lượng. Dương Chính Sơn nghĩ đáp lời, không dọa sợ nàng. Úc Thanh Y suýt bị dọa choáng. Năm vạn lượng, đó là một khoản đáng kể, ngay cả trong triều. Thật không có phiền phức, Úc Thanh Y lo. Dương Chính Sơn ôm nàng dỗ, "Yên tâm, không sao, Lâm Thủ Đức tuy không thông tường suy mà vẫn mang lòng quyết đoán." đặc biệt khi có Dương Chính Sơn hiến kế cùng lượng tiền bạc dồi dào trong kho tri châu Nha Môn, khiến chàng cảm thấy đề xuất của Dương Chính Sơn cực kỳ khả thi. Nhưng chủ yếu hơn cả, trong lòng Lâm Thủ Đức từ lâu đã nung nấu một cơn giận. Dương Chính Sơn đã nói đúng, hắn vốn bị điều đến An Nguyên thành chẳng khác nào bị đầy. Từng là một tri huyện cần mẫn tại Giang Nam suốt 12 năm, cuối cùng chính là không thể tiếp tục trụ lại đó. Nói chính xác hơn, rất nhiều quan viên tại Giang Nam không tiếp nhận nổi hắn. Những kẻ đó liên thủ bày ra cái cơ hội thăng thiên, để chàng từ vị trí tri huyện lên thành tri châu và đưa hắn từ giang nam đến trọng sơn trấn. Đối với phần lớn quan viên, chuyện thăng chức đòi hỏi phải đầu tư tiền bạc, tạo dựng quan hệ và nợ ân tình, nhưng Lâm Thủ Đức lại khác biệt, việc thăng chức của hắn là do người khác bỏ tiền, tạo quan hệ và gánh ân tình thay. Nghe có vẻ nực cười, nhưng sự thật là vậy. Đôi khi việc loại bỏ những chướng ngại đường quan không nhất thiết phải bằng kiếm pháp chém giết mà có thể được thực hiện bằng cách dời đi, thậm chí cách này còn dễ dàng hơn. Đặc biệt tại Giang Nam, nơi mà việc chém giết có thể làm tổn hại cảnh quan, hành động, dời đi, cho người lên chức cũng không mang lại hậu hoạn. Bị đuổi khỏi Giang Nam, Lâm Thủ Đức không khỏi ngậm ngùi, nhưng vẫn quyết tâm chứng minh bản thân có thể đem lại lợi ích cho dân chúng và nhận được lòng tin từ triều đình. Hắn muốn cho những quan lại xưa kia thấy rằng hắn chính là một kẻ có tài. Bởi vậy, khi đến A Nguyên Thành, Lâm Thủ Đức không chờ đợi thêm mà ngay lập tức muốn làm nên thành tựu nổi bật. Dưới sự chỉ đạo của hắn, Tri Châu Nha Môn đã tịch thu tài sản từ những quan tham nhũng và đấu giá chúng. Không cần Dương Chính Sơn can thiệp, La Chân đã cầm giữ 6 cửa hàng đắc địa tại A Nguyên Thành, Úc Thanh Y cũng để Ngô Hải mua lại một trang trại với 300 mẫu ruộng màu mỡ. La Chân sở hữu 6 cửa hàng, trong đó 4 sẽ trở thành tiệm theo phân cấp từ cao đến thấp, với hai cửa hàng phục vụ dân chúng tại đông thành và tây thành tiệm theo cao cấp tọa lạc tại nam thành gần tri châu nha môn phòng giữ nha môn và binh bị đạo nha môn là nơi ở của quan lại còn tiệm theo trung cấp lại nằm ở thành bắc nơi đa số thương hộ và một số quan lại ngoại thành cư ngụ bốn tiệm theo đủ để bao phủ cả vùng dù không đạt đến độc quyền nhưng khi chúng mở cửa việc kinh doanh theo thùa của toàn thành sẽ do la gia định đoạt hai cửa hàng còn lại thì dành cho buôn bán gia lông và dược liệu. Kinh doanh gia lông tại Trọng Sơn Trấn rất hứa hẹn, cho lợi nhuận cao hơn cả theo thùa, nhưng La Gia còn non tay trong lĩnh vực này, do đó chỉ mở cửa hàng thử nghiệm tại An Nguyên Thành. Với dược liệu, chủ yếu là thu mua nguyên liệu để xuất sang kỳ châu thành, bởi khu vực phía nam An Nguyên có nhiều dược thảo hoang dại, nhất là quanh huyện Nguyên Hà, nơi dân địa phương hái thuốc nhiều. Dương Chính Sơn không có ý kiến gì với điều này, vì những việc hắn yêu cầu đã được la chân thực hiện cửa hàng thợ rèn và thợ một không phải do la gia mua mà là do la chân thuê vì mục đích đào tạo thợ ngoài mặt việc kinh doanh không quá quan trọng do đó thuê hai cửa hàng ở địa điểm hẻo lánh cũng đủ trong phòng dương chính sơn nghe la chân báo cáo xong hài lòng gật đầu và khen ngươi ngày càng chững chạc la chân cười đáp đó là nhờ đại nhân chỉ dạy dương chính sơn cười không cần tân bốc ta ta chỉ đưa ra gợi ý việc lĩnh hội còn tùy vào ngươi La chân, vốn dĩ một thiếu niên bướng bỉnh, giờ trưởng thành chững chạc hơn nhiều, trên phương diện kinh doanh cũng dần sánh kịp la thường, người thừa kế đã xuất hiện. Nếu không có đại nhân, có lẽ giờ này ta đã thành bộ xương trắng. La chân cảm kích nhìn Dương Chính Sơn. Dương Chính Sơn cười ha hả, khó ai không vui khi được kính trọng. Cha ngươi sao rồi, La Phụ đã nắm được hai cửa hàng tại tỉnh An Phủ, tuy vị trí không quá tốt nhưng đủ đáp ứng nhu cầu. La chân báo đáp. Vậy tốt. Cho cha ngươi mua một trang trại ở đó cho ta. Dương Chính Sơn dạng Bao lớn? La Chân hỏi. Khoảng 4, 500 mẫu là đủ. Trang trại ở tỉnh An thường tốt hơn An Nguyên, dù giá thành cao nhưng quản lý khó khăn, sau khi mua xong thông báo ta, Ngô Hải sẽ điều một quản sự qua. Được, ta sẽ thông tri cho gia phụ. La Chân lập tức đồng ý Dương Chính Sơn và La Thường đã có sự hiểu ngầm với những việc tài chính tiền lời hàng năm đều đã có quy định dương chính sơn không bận tâm chuyện này có thuộc quan thương kết cấu hay không thực tế trong cơ cấu triều đình đại vinh đây chẳng phải chuyện lạ nhiều quan viên thân thiết với thương gia để kiếm lời phía dương chính sơn chỉ khác là không dùng những phương pháp ti tiện khi la chân rời đi dương chính sơn ngồi trong thư phòng nghĩ ngợi mọi thứ đang theo đúng quỹ đạo công vụ diễn ra suôn sẻ việc huấn luyện lính bảo vẫn tiếp diễn các cơ sở khác cũng đã được tu sửa việc của la gia tiến triển ổn định dương gia dần phát triển cả tài sản lẫn nội tình mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt nhưng lo ngại tiềm ẩn là vụ thông đồng với địch dù bề ngoài vụ án đã kết thúc nhưng thật ra có thế lực ngầm ẩn giấu mà rất có thể là khánh vương phủ dương chính sơn nếu có liên hệ tới việc này phải lo lắng về bí vũ vệ nếu họ cần hắn hắn không thể từ chối nhưng hiện tại bí vũ vệ chưa có động tĩnh hắn có thể yên tâm hưởng chút thời gian nhẹ nhõm niềm vui tiếp diễn trong một khoảng thư thái chỉ vướng mắt duy nhất là sự liên lụy đến gián điệp và giặc tuy nhiên với tình hình hiện tại đã ổn định chỉ cần thận trọng một chút là đủ bên ngoài mọi thứ diễn ra thuận lợi công việc kinh doanh đều ổn định tại thành an nguyên nhờ có đợt làm việc lớn mà cuộc sống của người dân thêm phần khấm khá Giờ đây, đến thời điểm Dương Chính Sơn có cơ hội thả lỏng, nụ cười nhẹ trên môi khi nhìn dân chúng náo nức nơi thị thành. Cùng cháu gái dạo phố, đi đến Cẩm Tú Phường, cửa hàng theo nổi danh, nơi ngập tràn ánh sáng, là sự hài lòng giản dị của cuộc sống giữa những toan tính đầy thử thách. Dương Chính Sơn bước lên lầu 2, cô gái trẻ dẫn đường cho ông đến một gian gần cửa sổ trong rạp, rồi nhanh chóng lui xuống. Không lâu sau, một nữ trưởng quỷ mang trà đến. Với Dương Chính Sơn, vị thủ bị của thành an nguyên này nhiều thương gia nơi đây đều không xa lạ bởi ông thường xuyên đi dạo phố khi thì cùng con dâu khi thì cùng cháu gái hầu hết các tiệm ở an nguyên thành ông đều đã từng ghé qua vì vậy nhiều thương gia đều quen biết với ông tự nhiên trưởng quỹ cẩm tú phường cũng nhận ra dương chính sơn đại nhân có điều gì dặn dò không nữ trưởng quỹ cung kính mời trà hỏi han dương chính sơn nhìn cháu gái cười nói, ngươi dẫn tiểu tôn nữ ta dạo một vòng, thứ gì nàng thích thì cứ gói lại cho nàng. cẩm tú phường phục vụ chủ yếu là khách nữ, ông một đại nam nhân cũng không tiện đi lại, bao xương thì tốt hơn. hơn nữa, ông cũng không rành về các mặt hàng ở đây, nên để trưởng quỹ dẫn dương thanh uyển đi chọn lựa có lẽ hợp lý hơn. dương thanh uyển rất thích thú với những món theo tinh xảo kia. đừng nhìn vẻ ngoài hoặc bác hiếu động mà nhầm nàng tuy mới 6 tuổi nhưng đã rất giỏi trong việc theo thùa. Gia Gia, con đi trước nhé, Dương Thanh Uyển nói một tiếng với Dương Chính Sơn, sau đó theo nữ trưởng quỷ rời đi, để lại Dương Chính Sơn ngồi thoải mái thưởng thức trà. Trà Cẩm Tú Phường là loại thượng đẳng, mây mùa xuân, được La Thường cố ý mua từ Kỳ Châu về. Nước trà thoạt đầu hơi đắng nơi đầu lưỡi nhưng hậu vị ngọt thanh, Dương Chính Sơn rất thích dư vị của loại trà này. Ông thưởng trà, ánh mắt nhìn lơ đẳng ra phía đường phố ngoài cửa sổ trong hai năm an nguyên thành thay đổi rất nhiều chỉ cần nhìn con đường ngoài kia đã thấy biết bao điều khác biệt ví như không còn thấy những tên ăn mày lê lết nữa điều này phần lớn là công lao của lâm thủ đức dĩ nhiên dương chính sơn cũng góp phần không nhỏ quân hộ giàu có kéo theo phồn vinh cho toàn thành ngoài quân hộ dương chính sơn cũng đã góp nhiều ý kiến cho lâm thủ đức Chẳng hạn như xử lý những tên ăn mày, ông gợi ý cho Lâm Thủ Đức gom họ lại, phân công khai hoang, người già yếu tàn tật thì an trí tại viện dưỡng lão, cho họ chút việc nhẹ nhàng. Đối với những thiếu niên lang thang thì để thương hộ trong thành nhận làm tiểu nhị, lo bữa ăn là đủ, còn quản lý do nha môn chịu trách nhiệm, ngăn ngừa người bị ngược đãi. Dẫu vậy không phải cải cách nào cũng thành công hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng tốt hơn tụ tập sinh ăn khắp nơi. Những kẻ lười biếng khỏe mạnh không chịu làm việc thì dương chính sơn kiến nghị cải tạo lao động dùng họ xây sửa đường xá tường thành lâm thủ đức ban đầu chỉ đôi khi nhờ sự cố vấn của dương chính sơn nhưng sau đó càng ngày càng quen thuộc mỗi lúc gặp vấn đề đều tìm đến ông khiến dương chính sơn đôi chút phiền muộn ngươi là tri châu ta là thủ bị công việc quản lý dân hẳn là trách nhiệm của ngươi rốt cuộc ngươi đến tìm ta mỗi ngày là muốn ta làm tri châu chăng dù thấy lâm thủ đức phiền nhiễu nhưng Dương Chính Sơn vẫn không khỏi vui mừng trước sự phồn thịnh của An Nguyên Thành dưới sự quản lý của Lâm Thủ Đức. Khi Dương Chính Sơn đang nhàn nhã thưởng trà, từ bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng ồn ào náo loạn. Bản công tử đã thích thứ này, ngươi dám không bán sao, tin hay không bản công tử sẽ đập phá cẩm tú phường của ngươi, một giọng nói ngạo mạn vang lên từ bên ngoài, khiến Dương Chính Sơn nhíu mày. Dám đe dọa đập phá cẩm tú phường, không ai ở an nguyên thành giám không biết la gia và dương gia thân cận và đây là nơi được thủ bị đại nhân ưu ái những kẻ gây sự trước đây đều phải lao động cực nhọc trên công trường vậy kẻ này là ai mà dám công khai dương oai dương chính sơn đứng dậy không nhanh không chậm rời khỏi phòng đi về phía cầu thang hướng mắt nhìn xuống đại sảnh trước mắt hắn thấy có một đám người mặc áo xanh ngắn tay đang đập phá quầy vải và các mặt hàng theo khách đã chạy sạch sẽ chỉ còn những nữ tiểu nhị ẩn núp ở góc khuất. Một thiếu niên áo đỏ tí đứng giữa sảnh, ngạo nghễ nhìn trưởng quỷ cẩm tú phường, bên cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng sắc mặt lộ vẻ khó xử. Trưởng quỷ cẩm tú phường bảo vệ Dương Thanh Nguyễn sau lưng, khu mặt đỏ sưng, hiển nhiên đã bị đánh. Về phần Dương Thanh Nguyễn, cô bé đầy giận dữ nhìn trầm trầm thiếu niên, miệng không ngớt, ngươi thật to gan, dám dương oai trước mặt bản tiểu thư. Xuân Hoa, còn chần chờ gì, cho bản tiểu thư đánh hắn, Dương Chính Sơn đang chuẩn bị xuống cầu tha nghe vậy, cả người khựng lại, khóe miệng co rúng nhìn cháu gái. Tốt lắm, tôn nữ, từ khi nào con học được sai khiến hạ nhân đánh người, biểu cảm, phong thái này, thật không kém gì đối phương, đều rất có phong phạm con cái nhà quyền quý. Xuân Hoa là đại nha hoàng bên Vương Thị, từng nhập dương gia khi chỉ là một tiểu nha hoàng 13, 14 tuổi, nay đã thành trợ thủ đắc lực nhất bên Vương Thị. Tuy nhiên, cái đáng quan ngại là Xuân Hoa cũng luyện võ, cùng những người vào dương gia hai năm trước giờ đều là võ giả. Xuân Hoa là hạ nhân thuộc đợt đầu tiên, Tu Vi đã đạt đến hậu thiên cảnh. Vì vậy, Dương Thanh Nguyễn giao Xuân Hoa ra tay không phải là không có lý do. Xuân Hoa không xuất thủ mà cùng trưởng quỷ che chở Dương Thanh Nguyễn đằng sau, cảnh giác nhìn đám thiếu niên và tùy tùng. Tiểu thư Xuân Hoa nhẹ nhàng vỗ vai Dương Thanh Nguyễn. Đằng sau còn có hai tiểu nha đầu, nắm chặt vạt áo Dương Thanh Nguyễn, sợ cô bé xông ra ngoài hai nha đầu ấy đều là người bên dương thanh uyển một mười tuổi một tám tuổi luôn theo sát chủ nhân giả nha đầu từ đâu ra dám mắng bản công tử ngươi biết bản công tử là ai không thiếu niên trừng mắt nhìn dương thanh uyển thái độ hung hăng ngươi là ai dương chính sơn từ trên cầu thang bước xuống bình thản hỏi thiếu niên thấy dương chính sơn sững người như không ngờ rằng giờ này vẫn có kẻ dám can dự ngươi là ai dám quản chuyện của ta bản quan là thủ bị an nguyên thành dương chính sơn đến gần thiếu niên nét mặt trầm ngâm còn ngươi là ai hoàng thân quốc thích hay huân quý an nguyên thành làm gì có hoàng thân quốc thích dương chính sơn tự báo thân phận nhưng thiếu niên vẫn chẳng sợ hãi ngược lại còn nhạo báng một thủ bị nhỏ nhoi mà dám lớn tiếng trước mặt bản công tử bản công tử không phải hoàng thân quốc thích ta là công tử thứ bảy tỉnh viễn hầu phủ dương chính sơn nhíu mày Tỉnh Viễn Hầu Đúng là huân quý đệ tử Bảo sao dám ngang tàn như vậy An Nguyên Thành chỉ là một thị trấn nhỏ Một công tử hầu phủ ở đây quả thực có quyền kiêu ngạo Nhưng tỉnh Viễn Hầu phủ sao lại đến đây Công tử tỉnh Viễn Hầu Dương Chính Sơn xăm soi đôi thiếu niên thiếu nữ Thiếu niên áo quần phú quý Ngọc bội treo bên hông không phải là vật tầm thường Tùy tùng đều là võ giả Chứng tỏ căn cơ không đơn giản Ngược lại, thiếu nữ bên cạnh dù dung mạo đoan trang nhưng trang phục lại rất giản dị chỉ mặc một bộ váy trắng văn la cảm thấy dương chính sơn đang soi mói thiếu nữ trao thân thi lễ thanh an bá phủ ninh thanh bái kiến thủ bị đại nhân dương chính sơn ngạc nhiên thanh an bá trời nơi này còn có một vị hoàng thân quốc thích thực sự thanh an bá phủ vốn là gia đình của đế hậu liên quan mật thiết đến hoàng tộc tuy đã bị mai một nhưng vẫn là hoàng thân quốc thích gốc rễ thâm sâu vậy trước mặt ông là tiểu thư thanh an bá phủ hoàng thân quốc thích chính hiệu dương chính sơn thoáng nghĩ vị hoàng thân này đến an nguyên thành để làm gì một công tử hầu phủ tỉnh viễn một tiểu thư phủ thanh an bá chạy tới đây mục đích là gì trong lúc dương chính sơn băn khoăn thiếu niên không kiềm chế nổi tiếp lời dương đại nhân ngươi đã ở đây giúp bản công tử đập cái cẩm tú phường này ta sẽ xem như nể mặt ngươi dương chính sơn chỉ lẳng lặng nhìn gã công tử này Người đâu, ông vẫy tay. Đại nhân. Hàng Phi từ ngoài cửa bước vào. Giải đi, bắt bọn họ ra ngoài thành dời gạch, tỉnh Viễn Hầu thì sao, nếu đây là Kinh Đô, còn phải nể mặt Hầu Phủ, nhưng ở đây, huyền quan bất như hiện quản, nếu vị này là công tử Thường Bình Hầu Phủ, Dương Chính Sơn còn tỉnh tâm đối đãi. Chỉ vì Thường Bình Hầu Lương Trữ là tổng binh trọng Sơn Trấn, cho nên Dương Chính Sơn cũng phải nể mặt. Thiếu niên nghe xong, nổi giận, ngươi dám, Đám tùy tùng quanh thiếu niên tập trung, cảnh giác nhìn đám thân vệ từ ngoài gù vào. Dương Chính Sơn chẳng để ý, thản nhiên liếc qua lũ tùy tùng. "Làm sao? Các ngươi muốn động thủ với thủ bị An Nguyên thành?" Lũ tùy tùng sững lại. Động thủ với thủ bị trong thành chẳng phải là muốn tự sát, dù Dương Chính Sơn không dám chạm đến công tử gia, nhưng việc băm nát bọn tùy tùng thì dám thừa. "Công tử." Một tùy tùng già hơn lôi kéo vạt áo thiếu niên thiếu niên mặt đỏ bừng, mắt hân thù đỏ rực nhìn Dương Chính Sơn. Ngươi đợi đấy cho ta, chờ cái gì, mang đi ngay. Phản kháng thì trực tiếp đập chết đi. Dương Chính Sơn hơi bực bội nói. Ông không ưa nổi đám huân quý đệ tử. Thật ra, không phải huân quý đệ tử đều không tốt. Như Triệu Viễn, cũng là huân quý đệ tử. Trọng Sơn Quang cũng có nhiều người như thế. Chẳng hạn, Lương Trữ có con trai và cháu tại Trọng Sơn Quang, nhưng chẳng ai nghe đồn về sự hống hách của họ. Vì thế, giá trị của huân quý đệ tử nằm ở giáo dục gia đình họ nghiêm cẩn hay không? Hàng Phi tuân mệnh, lập tức dẫn Dương Chính Sơn và thuộc hạ cùng tiến lên, đoàn tùy tùng của tỉnh An Hầu Phủ công tử lựa chọn từ bỏ phản kháng. Bọn hắn không cho rằng Dương Chính Sơn dám ngang nhiên hãm hại công tử của mình giữa ban ngày, cho dù có bị bắt, không lâu sau Dương Chính Sơn cũng sẽ thả bọn hắn ra. Mặc dù quá trình này sẽ có chút mất mặt, nhưng chỉ cần công tử không gặp nguy hiểm tính mạng bọn hắn không coi là phạm phải sai lầm lớn dương chính sơn thực sự cũng không thể làm gì vì công tử này dù sao người ta chỉ phá phách một cửa hàng vậy không phải cái tội lớn gì cho dù dương chính sơn trong lòng không thích cũng chỉ có thể cho người này một chút giáo huấn mà thôi tuy nhiên việc giáo huấn cũng có khác biệt đối với một tên công tử nuông chiều từ bé mà nói nếu bị phạt đi công trường dời gạch chuyện như vậy tuyệt đối khiến vị công tử này đời này khó quên được. Lát sau, Hàng Phi liền dẫn thuộc hạ đem đám người này đi. Người nhà đầu này sao cũng cùng cái thiếu gia phá gia chi tử, nếu lần sau còn dám làm sằng làm bậy, gia gia sẽ không tha đâu đấy, Dương Chính Sơn trừng mắt giáo huấn Dương Thanh Uyển. Con gái nhà lành nào mà trước mặt mọi người lại cãi cọ ông sòng rồi sai người hầu đánh người. Kỳ thật cũng không thể tính là sai, cãi cọ cũng được, đánh người cũng được, cũng không nhất định là sai, có ít người chính là thiếu chửi, có ít người chính là thiếu đòn. Nhưng mà con gái nhà lành thì dù có cãi cọ đánh người, cũng phải mang theo phong phạm của đại gia khuê tú, không phải giống như cái loại công tử phá gia chi tử, chửi bới ầm ĩ trước mặt mọi người. Dương Thanh Nguyễn cúi đầu, làm ra dáng vẻ nhận lỗi rồi nói, gia gia, Thanh Nguyễn biết sai rồi, Dương Chính Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu này con cháu đời thứ ba của Dương Gia khác biệt với bọn Dương Minh Thành, Dương Vân Yên, Dương Minh Thành, Dương Vân Yên năm đó từng trải qua khổ cực, bọn hắn xuất thân nông gia thực thụ. Thế nhưng bọn tiểu bối Dương thừa nghiệp, Dương Thanh Nguyễn lại không giống như thế, đảo mắt nhìn bọn hắn tuy không phải đi ra đời với chiếc thìa vàng ngậm trong miệng, nhưng bọn hắn chưa từng trải khổ bao giờ. Cho dù là Dương thừa nghiệp tuổi lớn nhất, khi hắn hiểu chuyện, Dương gia đã bắt đầu phát đạt mà Dương Thanh Nguyễn hoàn toàn chưa từng trải khổ bao giờ. Lúc Dương Chính Sơn vào Dương Gia, Dương Thanh Nguyễn mới 3 tháng không lớn, sau khi Dương Chính Sơn đi vào, Dương Gia liền vượt qua thời kỳ ăn mặc không lo rồi. Bởi vì Dương Chính Sơn luôn chiều tiểu nha đầu này, Dương Thanh Uyển có thể nói là phóng túng sống qua ngày. Người ta bảo rằng quen chiều quá sinh hư, đại đa số người đều minh bạch đạo lý này, rất nhiều người lại quên phát đạo lý này. Dương Chính Sơn chính là như vậy, kỳ thật hắn rất hài lòng đứa bé này. thôi, từ ngày mai ngươi đi theo tiểu cô cô của ngươi đến chỗ lý mama lên lớp đi. hảo hảo học một ít lễ nghi quy củ. dương chính sơn cảm thấy mình thật sự không dạy dỗ được tiểu nha đầu này, chỉ có thể để bà quản gia tới dạy. a, à, gia gia, không đi có được không? dương thanh uyển tiêu nhiễu mặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhìn dương chính sơn, lấy tính tình thích náo động của nàng đi đến chỗ Lý Ma Ma nổi tiếng là lễ nghi nặng nề để lên lớp, đơn giản chính là chịu cực hình. Không được, Dương Chính Sơn cứng ngắc tâm địa chém đinh chặt sắt nói. Trước đó Vương Thị bảo Dương Thanh Uyển đi đến lớp học của Lý Ma Ma, đáng tiếc nha đầu này không muốn đi, mỗi lần đều chạy lại bên cạnh Dương Chính Sơn nũng nịu, Dương Chính Sơn bị nàng nũng nịu xoay như trong chóng, chỉ có thể nói xin lỗi Vương Thị. Kết quả chờ hai năm liên hiện tại Dương Chính Sơn cảm thấy nha đầu này phải hảo hảo học một ít lễ nghi quy củ. Dương Chính Sơn cũng không ưa thích những chuyện lễ nghi quy củ, nhưng nhập gia tùy tục, hắn lại không ưa thích cũng muốn tuân thủ quy tắc thế giới này. Học tập cho giỏi, nếu không, gia gia không mang ngươi đi chơi đâu nhé, Dương Chính Sơn uy hiếp nói. Tiểu nha đầu này triệt để sụp đổ, méo máu, cúi đầu, bộ dáng cực kỳ ủy khuất nhưng không dám phản bác. Dương Chính Sơn thấy được bộ dạng nàng như vậy, nhịn không được lòng lại mềm nhũng đi thôi chúng ta cũng nên về nhà lòng mềm nhũng nhưng dương chính sơn vẫn là không thay đổi chủ ý hắn nhất tiểu nha đầu ôm vào trong ngực liền muốn rời khỏi cẩm tú phường dương đại nhân nhưng đúng lúc dương chính sơn chuẩn bị rời đi ninh thanh vẫn đứng sang một bên đột nhiên mở miệng ninh cô nương còn có chuyện gì sao dương chính sơn nghi ngờ hỏi ninh thanh sững sờ ta không có không có chuyện gì khác nàng có chút khẩn trương nói nàng gọi dương chính sơn lại không phải bởi vì nàng có chuyện gì mà là muốn biết rốt cuộc dương chính sơn sẽ xử trí nàng như thế nào dương chính sơn đem đồng bạn của nàng bắt đi dời gạch bên ngoài thành thế nhưng lại không có xử trí nàng cái này khiến lòng nàng đầy rẫy thấp thỏm ban đầu nàng tưởng rằng dương chính sơn cũng sẽ giận chó đánh mèo nàng thế nhưng tuyệt đối không ngờ đến dương chính sơn tựa hồ không có ý định xử trí nàng quả nhiên dương chính sơn không có ý định xử trí nàng hơn nữa cũng không có lý do để xử trí nàng a à, từ đầu đến cuối cô nương này chỉ là đứng ở bên cạnh thiếu niên công tử đó chưa từng nói gì chưa từng làm gì dương chính sơn dựa vào điều gì để xử trí nàng lại nói nàng vẫn là tiểu thư thanh an bá phủ chân chính hoàng thân quốc thích dương chính sơn không có tư cách xử trí một vị hoàng thân quốc thích nếu không còn chuyện gì vậy bản quan đi trước Ninh cô nương cũng sớm rời khỏi nơi đây đi, về phần vị công tử tỉnh viễn hầu phủ, Ninh cô nương không cần quan tâm, bản quan chỉ muốn giáo huấn hắn mà thôi, không làm hắn nháo nhác đâu, dứt lời, Dương Chính Sơn ôm Dương Thanh Uyển đi ra cửa chính. Ninh Thanh cúi đầu tiễn biệt với bóng lưng của hắn, nàng chớp chớp hai lông mi khẽ động, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngồi xe ngựa trở về phủ, Dương Chính Sơn liền đem tiểu nha đầu giao cho Xuân Hoa, để nàng mau chóng đưa tiểu nha đầu trở về sân nhỏ đại phòng. Nếu không nhanh chút, Dương Chính Sơn thật sự sợ mình thay đổi chủ ý, nha đầu này quá thích nũng nịu, cũng không biết là học của ai. Trở về chính viện, Úc Thanh Y đang trò chuyện cùng tỷ muội Dương Vân Yên, Dương Vân Tuyết. Thấy Dương Chính Sơn trở về, ba người vội vàng đứng lên, lão gia trở về, ông ngoại, âm thanh nhu nhu vang lên, Dương Chính Sơn lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu Mi Mi yêu kiều vừa nhìn thấy Dương Chính Sơn, liền giang hai tay muốn nâng lên dương chính sơn ôm nàng lên ngực tiểu dương miêu ngoan thế nha đầu này nhưng so với dương thanh uyển càng ngoan hơn không phải vì tuổi còn nhỏ mà nha đầu này chính là ngoan từ nhỏ không ầm ĩ không buồn bực một mình cũng có thể chơi rất vui vẻ các ngươi đang nói chuyện gì dương chính sơn một bên chơi đùa thân mật với tiểu dương miêu một bên hỏi úc thanh y mặc dù là mẹ kế nhưng hai năm này nàng cùng người dương gia chung đụng rất tốt Mọi người cũng đều công nhận nàng mẫu thân, đặc biệt là trong nhà các nữ nhân đều có cảm giác lấy Úc Thanh Y như thiên lôi bảo sao đánh đó. Úc Thanh Y rất có năng lực lãnh đạo, dù sao nàng trước kia là trưởng môn nhân Thiên Thanh kiếm phái. Chúng ta đang thương lượng ngày mai đi đến chỗ Trọng Sơn quán, Úc Thanh Y nói. Thần sắc Dương Chính Sơn có chút lay động, thọ lễ đã chuẩn bị xong chưa, sở dĩ Úc Thanh Y muốn đi Trọng Sơn quán là bởi vì ba ngày sau là sinh nhật 50 tuổi của phu nhân Thường Bình Hầu Phủ. Lần này Thường Bình Hầu Phủ chuẩn bị tổ chức thọ yến, mời rất nhiều khách. Dương gia cũng nhận được thiếp mời. Đương nhiên, Dương Chính Sơn không thể nào đi, dù sao hắn có công vụ phải làm, không thể bởi vì một trận thọ yến lại phải lùi đi vài ngày. Coi như hắn nguyện ý, Lương Trữ cũng không nguyện ý, dù sao lần này người Lương gia mời đến chúc thọ rất nhiều, nếu như mỗi nhà gia chủ đều đi, Toàn bộ Trọng Sơn trấn cũng không chịu nổi tình hình này. Đã chuẩn bị xong, đây là danh mục quà tặng, Úc Thanh Y đưa danh mục quà tặng to Dương Chính Sơn. Dương Chính Sơn mở ra nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ rồi nói, giảm phân nửa đi, giảm phân nữa. Úc Thanh Y ngây ngẩn cả người, lão gia, phần này thọ lễ không tính là quý giá, tặng lễ cũng là có quy củ, bình thường lễ qua lễ lại không thể quá mức keo kiệt, nhưng cũng không thể quá mức hào phóng. Nàng chuẩn bị phần danh mục quà tặng này cũng tự định giá thật lâu, không thể để dương gia bẻ mặt, lại không thể thể hiện ra dương gia phú quý. Dương Chính Sơn lắc lắc đầu, nói, ta biết rõ không tính cái gì là quý giá, chỉ là không cần thiết thôi, không cần thiết. Úc Thanh Y không hiểu. Dương Chính Sơn giải thích, thường bình hầu lương trữ dù sao cũng là tổng binh trấn trọng Sơn, mặc dù việc như thế này không tính là đại sự gì, nhưng nếu như hầu phủ tại thời điểm này trắng trận thu lễ, khó may khỏi sẽ bị người ta lên án. Vả lại lần này hầu phủ chuẩn bị mở tiệc thọ yến cũng không phải là vì thu lễ, như vậy thì vì điều gì? Úc Thanh Y hỏi. Tại thời điểm này, khuyết điểm của Úc Thanh Y đã biểu hiện ra, nàng mặc dù có chủ kiến, cũng có ý nghĩ của mình cùng kiến thức, nhưng dù sao trước đó nàng chỉ là một cái giang hồ võ giả, dù hai năm này nàng giải bày rất nhiều mối quan hệ quan gia, nhưng trên một ít chuyện vẫn là không đủ nhìn thấu triệt, Lương trữ vì sao lại muốn tổ chức Yến hội này, hiển nhiên không chỉ đơn giản vì để thu lễ Lương trữ đi vào Trọng Sơn Trấn đã 4 năm, Lương trữ rất ít khi tổ chức Yến hội, không luận là tiệc trụ của các nam nhân lẫn Yến hội của hậu viện, cơ hội Lương gia đều không tổ chức mà Lương trữ phu nhân cũng là một vị rất điệu thấp, đi vào Trọng Sơn trấn từ đó trở đi, phần lớn thời gian đều ở nơi hậu viện lễ Phật, rất ít khi xuất hiện ở chức quyền bên trong, Lần này Lương gia lại tổ chức thọ yến, hiển nhiên Lương trữ có mục đích." "Vì xuất chinh." Dương Chính Sơn nói. "Xuất chinh, lần này không chỉ có Úc Thanh Y ngây ngẩn cả người, ngay cả Dương Vân Yên cùng Dương Vân Tuyết cũng thay đổi sắc mặt." Dương Chính Sơn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Nếu như ta không có đoán sai, Trọng Sơn trấn sang năm sẽ lại tiếp tục chinh phạt Đại Lăng Vương triều, một trận thọ yến tự hồ nhìn như không có bất kỳ quan hệ gì với xuất quan chinh phạt Đại Lăng Vương triều." nhưng trên thực tế điều này biểu hiện ra thái độ của lương trữ cùng thường bình hầu phủ quan trường hậu viện các phu nhân tụ hội không đơn thuần chỉ để chuyện trò việc nhà chuyện nhân duyên có đôi khi cũng đại biểu cho bên trên đường quan trường động tỉnh một trận thọ yến mời phần lớn vợ quan võ cầm quyền của trọng sơn trấn điều này đại biểu cho lực khống chế siêu cường của nhân vật tổng binh như lương trữ đối với trọng sơn trấn đồng thời cũng mang ý nghĩa lương trữ chỉnh đốn đối với trọng sơn trấn đã kết thúc thường bình hầu phủ tổ chức lớn một trận thọ yến là lấy lòng toàn bộ quan võ trọng sơn trấn của lương trữ cũng là thái độ của lương trữ đối với mọi người nơi đây người nào cần xử lý cũng đã xử lý xong nơi này chỉnh đốn không ổn cũng chỉnh đốn không sai biệt lắm chư vị có thể an tâm sau đó các ngươi chỉ cần dựa theo ý tứ của ta làm việc như vậy ta sẽ không tìm theo các ngươi lôi chuyện cũ lương trữ mượn dùng danh nghĩa thọ yến của phu nhân để tổ chức yến hội đây mới là mục đích. Thời gian 4 năm, Lương Trữ đem một trọng sơn trấn đoan hoang vỡ nát chỉnh đốn thành một quân sự trọng trấn có sức sống, có chiến lực. Chỉnh đốn kết thúc, như vậy trọng sơn trấn cũng nên xuất quan. Năm đó Phục Sơn thành bại trận, là sĩ nhục của trọng sơn trấn, là sĩ nhục của Đại Vinh, những năm này vô luận là trọng sơn trấn vẫn là triều đình, đều không có quên phần này sỉ nhục. Thậm chí hoàng đế đều đang đợi lương trữ rửa sạch phần sĩ nhục này cho nên tiếp theo khẳng định Trọng Sơn Trấn sẽ xuất quan chinh phạt Đông Hải Hồ Tộc, cũng chính là Vương Triều Đại Lăng hiện tại. Hiện tại đã là tháng 9, năm nay khẳng định là không kịp xuất quan, cho nên sang năm khẳng định sẽ xuất quan. Úc Thanh Y khẽ nhíu mày, vậy chúng ta đi dự thọ yến, cần làm gì? Dương Chính Sơn cười ha ha, những chuyện này các ngươi không cần lo, chỉ cần chúc thọ cho hầu phu nhân là được. Ừ, tiện thể tìm ý trung nhân cho Tuyết Nhi, Dương Vân Tuyết năm nay đã 15 tuổi, sang năm là mười sáu như vậy đã coi như là đại cô nương nên tìm nhà tốt nghe hắn nói vậy khuôn mặt dương vân tuyết lập tức đỏ bừng cha ha ha trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng có gì phải thẹn thùng dương chính sơn cười ha hả ngươi đi xem đến lúc đó chắc hẳn sẽ có không ít công tử thế gia đi đến lúc đó ngươi xem kỹ một chút nếu có người ưng ý về nói cho cha cha giúp ngươi làm mai con gái lớn cuối cùng cũng phải gả chồng Lúc này tâm trạng của người cha như Dương Chính Sơn rất phức tạp. Mặc dù Dương Vân Tuyết chỉ là con gái tiện nghi của hắn, nhưng hắn cũng nuôi nhiều năm. Đột nhiên muốn gả tiểu cô nương đi, trong lòng hắn vẫn rất không nở nhưng không gả cũng không được. Phu quân yên tâm, ta sẽ giúp Tuyết Nhi chọn ý trung nhân. Úc Thanh Y cũng phụ họa theo. Đối với hôn sự của Dương Vân Tuyết, Úc Thanh Y thật sự rất quan tâm. Làm mẹ kế thật khó. Hai năm nàng gả vào Dương gia, mặc dù chung đụng với con cái Dương gia đều rất tốt, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải mẹ con ruột, cho nên ở giữa vẫn có chút ngăn cách. Mà hôn sự của Dương Vân Tuyết là đại sự đầu tiên kể từ khi nàng gả vào Dương gia, nếu nàng không thể xử lý tốt chuyện này, đám huynh đệ tỷ muội Dương Minh thành chắc chắn sẽ có khúc mắc với nàng. Cho nên vì bản thân có thể hòa nhập vào Dương gia tốt hơn, cũng vì tương lai của Dương Vân Tuyết nàng nhất định phải tìm cho dương vân tuyết một mối hôn nhân tốt dương vân tuyết bị dương chính sơn và úc thanh y trêu chọc đến mức ngồi không yên trừng dương chính sơn một cái rồi chạy ra khỏi chính đường dù sao cũng còn nhỏ tuổi da mặt rất mỏng chỉ cần nhắc đến chuyện hôn nhân là không chịu nổi dương vân yên nhìn bóng dáng nàng rời đi khẽ thở dài ai mới chớp mắt tiểu muội đã phải lập gia đình bên cạnh dương chính sơn liếc nhìn nàng một cái lời này có chút xúc động trong lòng dương chính sơn thấy phiền muộn ngươi còn trẻ than thở cái gì dương vân yên cũng không vì dương chính sơn mà cảm thấy khó xử ngược lại còn che miệng cười duyên cha nói rất đúng cha còn chưa già ta mới thế này còn sớm hiện tại người dương gia nào không biết dương chính sơn là người không chịu nhận mình già ai dám nói hắn già hắn liền gấp với người đó dương chính sơn trừng nữ nhi một cái ông tiểu khương miêu hôn một cái vẫn là tiểu miêu nhi ngoan Mẫu thân ngươi càng lúc càng lớn mật, lại dám chế giễu ông ngoại ngươi, Tiểu Khương Miêu bị râu hắn cào có chút ngứa, cười khanh khách. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Dương Minh Thành. "Cha, chuyện gì?" Dương Chính Sơn quay lại nhìn Dương Minh Thành đang đầy đầu mồ hôi. "Nhị đệ gửi thư." Dương Minh Thành lau mồ hôi trên trán, cười nói. Dương Chính Sơn giao Tiểu Khương Miêu cho Dương Vân Yên, nhận lấy thư tính rồi mở ra. Đọc xong thư, hắn khẽ nhíu mày. Đến thư phòng nói, lập tức, hắn liền dẫn Dương Minh Thành đến thư phòng bên cạnh. Người đưa tin đâu? Dương Chính Sơn hỏi. Đang nghỉ ngơi ở tiền viện. Dương Minh Thành nghi hoặc hỏi, cha, xảy ra chuyện gì? Dương Chính Sơn lại mở thư tính ra xem lần nữa, hơi suy tư nói, không có chuyện gì lớn, lần này Lý Thị cũng sẽ đi trọng sơn quan chúc thọ hầu phu nhân, đến lúc đó nàng sẽ mang theo các con về, Người bảo Ngô Hải sắp xếp một chút Dương Minh Chí không nhận được thiệp mời của Thường Bình Hầu Phủ Nhưng hắn vẫn để Lý Thị mang theo các con đi trọng sơn quan chúc thọ Bất quá mục đích của hắn không phải để chúc thọ Hầu Phu Nhân Mà là muốn Lý Thị mang theo các con về Hai năm nay Dương Minh Chí và Lý Thị rất ít khi về nhà Một là vì khoảng cách giữa hai bên không gần Đi về một chuyến ít nhất cũng phải 7-8 ngày Hai là vì năm trước Lý Thị lại sinh một tiểu nha đầu Tên là Dương Viễn Đình hài tử còn quá nhỏ không nên đi về vất vả lần này dương minh chí muốn nhân cơ hội để lý thị mang theo ba đứa con về là vì hắn đoán được sang năm rất có thể sẽ phải xuất chinh sang năm xuất chinh dương minh chí tất nhiên muốn đi cùng chu lan đến lúc đó kiến ninh vệ bên kia liền không có người chăm sóc mấy mẹ con lý thị cho nên dương minh chí mới nghĩ đến đưa mấy mẹ con họ về mà dương chính sơn sớm nhíu mày là vì dương minh chí nhắc đến động thái của kiến ninh vệ trong khoảng thời gian này hiển nhiên chu lan hẳn là đã nhận được tin tức hoặc là đã được lương trữ chỉ thị kiến ninh vệ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc xuất chinh điều này cũng bình thường năm đó trương thủ vọng lãnh binh chinh phạt đông hải hồ tộc cũng là vì chuẩn bị không đủ quá mức vội vàng mới có thể bại thảm liệt như vậy bây giờ lương trữ muốn chinh phạt đông hải hồ tộc lần nữa tất nhiên sẽ làm tốt chuẩn bị vạn toàn cho nên sớm thông báo cho các bộ tham tướng, cũng là chuyện đương nhiên. Trước đó chỉ là Dương Chính Sơn suy đoán, nhưng bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định, sang năm tất nhiên sẽ xuất chinh. Chuồng ngựa hiện tại tình hình thế nào? Năm nay có bao nhiêu chiến mã có thể xuất chuồng? Dương Chính Sơn chuyển giọng, hỏi. Dương Minh Thành không ngờ Dương Chính Sơn lại đột nhiên chuyển chủ đề sang chuồng ngựa, dừng một chút mới nói, hai tháng trước, chúng ta vừa mới bán 30 thất chiến mã, cuối năm nay, hẳn là còn có thể có 50 thớt có thể xuất chuồng, Dương Chính Sơn gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt râu trầm tư. Sang năm xuất chinh, Vương Bân có thể để hắn xuất chinh hay không, hẳn là sẽ. Mặc dù hắn không phải tướng lĩnh viên binh doanh, dưới trướng hắn chỉ có một phòng giữ doanh, nhưng dù sao hắn cũng coi là một chiến tướng xa trường, Vương Bân không có lý do không mang theo hắn. Vậy phòng giữ doanh phải xuất chinh, còn cần chuẩn bị gì, Hai năm nay phòng giữ doanh vẫn luôn tiếp tục huấn luyện, mặc dù không tiến hành tập huấn thời gian dài, nhưng cách mỗi 3 tháng tướng sĩ phòng giữ doanh đều sẽ tiến hành thi triển huấn luyện trong vòng 10 ngày. Ngoại trừ binh sĩ đồn bảo ngoài doanh trại, binh sĩ đồn bảo ngoài thành thì cách mỗi nửa năm tiến hành một lần tập huấn ngắn hạn. Thời gian 2 năm, dưới trướng Dương Chính Sơn xuất hiện đại lượng võ giả. Đặc biệt là phòng giữ doanh, Dương Chính Sơn dám nói võ giả trong phòng giữ doanh của hắn ở toàn bộ trọng Sơn Trấn có thể xếp thứ nhất phòng giữ doanh có 1.112 người, trong đó số lượng võ giả đã đạt đến 6 thành. Mà 4 thành còn lại, trên cơ bản là thật sự không có tư chất võ đạo gì, cho dù là nước linh tuyền cũng không cứu vớt được bọn hắn. Thật ra về chuyện này, Dương Chính Sơn cũng không có ý bất mãn. Nếu phòng giữ doanh toàn bộ đều trở thành võ giả, Dương Chính Sơn có lẽ mới thấy đau đầu. Nói như vậy thật sự là quá gây chú ý, sáu thành võ giả vừa vặn, mặc dù cũng rất đáng chú ý, nhưng cũng không tính là trái với lẽ thường liền xem như người ngoài biết cũng chỉ sẽ cho rằng dương chính sơn biết luyện binh biết bồi dưỡng võ giả bây giờ phòng giữ doanh được cho là tinh binh trong số tinh binh về quân giới không cần làm nhiều chuẩn bị hiện tại tướng phòng giữ sảnh các loại quân giới đầy đủ cái gì cũng không thiếu về lương thảo cũng không cần làm nhiều chuẩn bị đó là chuyện của vương bân dương chính sơn không cần lo đến lúc đó tìm vương bân cần lương thảo là được Trước mắt phòng giữ doanh cần nhất là chiến mã, phòng giữ doanh phụ trách là thành phòng, tự nhiên không cần chiến mã. Mà hai năm nay, mặc dù Dương Chính Sơn vẫn luôn yêu cầu chiến mã từ Vương Bân và Đàm Cảnh Thái, nhưng cũng chỉ muốn được hơn trăm thất chiến mã. Hơn trăm thất chiến mã này vẫn luôn dùng để huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa cho các tướng sĩ, Dương Chính Sơn cũng không hề đơn độc tổ kiến kỵ binh. Nhưng nếu xuất chinh, hắn cảm thấy bên người mình vẫn nên có một đội kỵ binh số lượng không cần quá nhiều, 300 kỵ binh là đủ. Có thể kiếm được 100 thất chiến mã hay không? Dương Chính Sơn nhìn Dương Minh Thành. Hiện tại quy mô chuồng ngựa Dương Gia đã không nhỏ, tổng cộng có hơn 500 thất, trong đó bao gồm ngựa cái và ngựa con. Mà mỗi năm một lần, chuồng ngựa bán đi hơn 100 thất ngựa tốt, là Dương Gia thu vào hơn một vạn lượng bạc. Có thể nói bây giờ Dương Gia chỉ dựa vào một tòa chuồng ngựa này liền có thể áo cơm không lo. Hiện tại Dương Chính Sơn cũng không có ý mở rộng quy mô chuồng ngựa, hắn cảm thấy quy mô hiện tại của chuồng ngựa là thích hợp nhất, chỉ cần duy trì quy mô mỗi năm xuất chuồng 100 thớt ngựa tốt là đủ. Dương Minh Thành suy nghĩ một lúc, nói, cuối năm khẳng định không được, bất quá sang năm tháng 3 hẳn là có thể gom góp 100 thớt. Sang năm tháng 3 cũng có thể, Dương Chính Sơn gật đầu. Hắn đoán sang năm liền xem như xuất chinh, cũng phải đợi đến tháng tư trở đi, tháng 3 mặc dù muộn một chút, nhưng cũng có thể kịp. Đến thời điểm 100 thất chiến mã này bán cho tướng phòng giữ sảnh, ngươi nói với mã ta một tiếng, đừng để hắn bán ngựa nữa. Ngựa dương gia tự nhiên không thể đưa không cho phòng giữ doanh, dương chính sơn còn chưa hào phóng đến mức trực tiếp đưa ra 100 thất chiến mã, hắn nhiều nhất là giảm giá 10% cho phòng giữ doanh, nên trả tiền vẫn phải trả. Mà có 100 thất chiến mã này, đến thời điểm dương chính sơn lại muốn 100 thất từ vương bân, liền có thể gom góp 300 kỵ binh. Sau đó, Dương Chính Sơn lại cùng Dương Minh Thành thương lượng chuyện chuồng ngựa, rồi mới để Dương Minh Thành trở về. Ngày hôm sau, Dương Chính Sơn tiễn Úc Thanh Y và mọi người ra ngoài thành. Lần này Dương Gia có không ít người đi trọng Sơn Quang, ngoài Úc Thanh Y, còn có Dương Vân Yên và Dương Vân Tuyết, cùng với hơn 10 nha hoàng bà tử, 20 hộ vệ. Còn Vương Thị và Lương Thị, Vương Thị đang ở cử, hơn nửa tháng trước, Vương Thị vừa sinh hạ một nữ nhi, Dương Chính Sơn đặt tên là Uyển Nghi. Còn Lương Thị, qua cửa gần 3 năm, 3 tháng trước mới chẩn đoán mang thai, hiện tại đang ở nhà dưỡng thai. Nói đến Lương Thị, hai năm nay Lương Thị sống rất thấp thỏm, sau khi thành thân nàng liền mong có thể sinh con trai, kết quả mong đợi hơn 2 năm, bây giờ rốt cuộc đạt được ước nguyện, Lương Thị cẩn thận vô cùng, toàn bộ tâm tư đều đặt trên bụng mình. Muốn có hài tử không chỉ Lương Thị, Úc Thanh Y cũng vậy. Thành thân 2 năm, bụng Úc Thanh Y vẫn không có động tĩnh khiến nàng tâm trạng tắc nghẽn vô cùng thường xuyên rầu rĩ không vui về chuyện này dương chính sơn cũng rất đau đầu chuyện sinh con hắn có thể giúp đỡ nhưng hắn không thể làm chủ thân thể hắn và úc thanh y đều không có vấn đề có thể mang thai hay không đều do ý trời mấu chốt là hắn còn không thể khuyên úc thanh y dù sao hiện tại mặt ngoài hắn là con cháu đầy đàn liền xem như không có những hài tử khác cũng không quan trọng nếu hắn thuyết phục úc thanh y liền có vẻ đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cho nên chuyện này chỉ có thể để Úc Thanh Y tự mình chấp nhận. Thật ra hắn cũng muốn có hài tử, nhưng cầu không được, hắn cũng không thể sốt ruột, chỉ có thể chờ đợi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.